con quen vui chung hội làng, đồng chiêm lúa đang ngư xanh, quê em mừng chiến công, cầu làng xưa bao người con kiên cường, gia đình sung sinh hiền hòa. Xin kính chào quý vị, em tên là Nguyễn Việt Hà, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Đại Nghĩa. Hôm nay, em rất tự hào khi được giới thiệu với quý vị một nét văn hóa độc đáo của quê hương em. Ai về Mỹ Đức quê em, dừng chân ngắm cảnh, đón xem hội làng. Hội làng truyền thống Văn Giang, thắm tình đoàn kết, ngân vang đất trời. Từ thủ đô Hà Nội, theo quốc lộ 21B khoảng 40km, bằng phương tiện giao thông cá nhân hoặc công cộng, rồi rẽ vào tỉnh lộ 419 chừng 300m, du khách sẽ nhìn thấy cổng chào của huyện Mỹ Đức ngay cầu Tế Tiêu với kiến trúc rất độc đáo, đẹp mắt, lấy cảm hứng từ cánh chim lạc hồng đang sải cánh bay trên trống đồng. Từ cổng chào rẽ trái 100m, du khách sẽ đến địa phận thôn Văn Giang. Văn Giang có nghĩa là sông đẹp, có lẽ vì là quê Văn Giang nằm bên dòng sông lấy hiền hòa, mềm như dải lụa nên có tên như thế. Đến với Văn Giang, chúng ta không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây mà còn được tìm hiểu về nghề thêu truyền thống, đi chợ chiều, thăm nhà lưu niệm Bác Hồ và đặc biệt sẽ được tìm hiểu món nét văn hóa độc đáo của vùng quê này, đó là Hội làng Đôi Dân Văn Giang Nam Dương. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, hội làng là hồn cốt văn hóa Việt. Về cơ bản, hội làng của các nơi gồm phần lễ và phần hội. Điểm khác biệt giữa các hội làng chính là nội dung và nơi diễn ra. Hội làng Văn Giang đặc biệt và độc đáo ở chỗ nó không phải là lễ hội của một làng mà là lễ hội của đôi dân thuộc hai huyện khác nhau, Văn Giang thuộc huyện Mỹ Đức và Nam Dương thuộc huyện Ứng Hòa. Hội làng Đôi Dân Văn Giang Nam Dương có từ thế kỷ 17, diễn ra vào ngày 12 tháng 3 âm lịch hàng năm. Khác với các hội làng khác, hội làng Đôi Dân Văn Giang Nam Dương xuất phát từ tình đoàn kết, tương thân, tương ái, sự giúp đỡ, che chở giữa người dân hai làng từ xa xưa. Ngay cái tên của hội làng cũng gợi nên bao điều. Hội làng Đôi Dân chứ không phải hội làng hai dân, từ đôi đã gợi lên bao sự gắn bó, thân tình. Vậy tại sao lại có cái tên đó? Văn Giang ở hữu Ngạn, Nam Dương ở tả ngạn sông đáy, thuộc hai huyện nhưng người dân hai làng chung nhau một tiếng gà gáy báo sáng, chung dòng nước mát lành của một dọc sông. Có lẽ trời đất đã ưu ái cho người dân hai làng ở một vị trí đẹp như thế. Ngày xưa khi nạn trộm cướp còn hoành hành, mỗi lần Nam Dương bị cướp sẽ đánh trống để báo cho Văn Giang, cha cháu Văn Giang lại bơi qua sông hỗ trợ. Cứ thế mỗi khi làng này có việc gì là kia lại giúp sức, hay là kết nghĩa anh em. Qua thời gian, sự đoàn kết, tương trợ giữa hai làng cảm thấy sâu sắc. Vì thế mà hội làng Đôi Dân được hình thành. Từ khi có cầu Tế Tiêu, người dân hai làng có việc cần hỗ trợ không còn phải bơi qua sông nữa. Cây cầu Tế Tiêu khang trang, đẹp đẽ đã trở thành nhịp cầu nối đôi bờ vui, khiến cho việc đi lại giữa hai làng trở nên thuận tiện. Và đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng để du khách ngắm nhìn lễ hội diễn ra trên sông. Trước khi hội làng diễn ra cả tháng trời, người dân hai làng đã nô nức chuẩn bị thuyền to, thuyền nhỏ được mang ra sơn sửa, kiểm tra, trang hoàng lộng lẫy. Đội múa rồng, múa lân, hăng say tập luyện rộn ràng vào mỗi tối. Các đội rước thì họp bàn, phân công nhiệm vụ. Những người con làm ăn xa, thu xếp công việc để trở về, ai cũng háo hức mong chờ. Hội diễn ra trong 2 ngày, du khách sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi dân gian như bắt vịt, trọi gà, đập niêu, kéo co. Đến ngày rước mới thật là kỳ thú, độc đáo. Quý vị có thể trực tiếp tham gia lễ rước hay đứng hai bên bờ, hòa vào dòng người hoặc đứng trên cầu Tế Tiêu để ngắm nhìn được toàn cảnh đua thuyền và lễ rước. Giữa sông đáy là hai chiếc thuyền rồng lớn. Mỗi thuyền chứa được hàng trăm người, được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy phục vụ đoàn rước. Bên cạnh là những thuyền nhỏ hơn, chuẩn bị cho những cuộc đua thuyền giữa trai tráng và phụ nữ đôi dân. Tiếng trống, tiếng hò reo vang dậy hai bên bờ sông, cổ vũ cho các đội. Cảnh trên bến, dưới thuyền, gợi lại cho mỗi chúng ta về bản sắc văn hóa Việt Nam, mang lại những giây phút vừa hào hứng nhưng cũng lắng sâu, yên bình.
đến phần lễ rước, từng đoàn người cùng kiệu rước bước xuống hai thuyền lớn, cả một khúc sông vừa rực rỡ vừa trang nghiêm. Thuyền lớn nhẹ nước, thuyền nhỏ chèo theo nhịp chiêng, hiệu lệnh cờ suốt khúc sông chảy qua hai làng để người dân được ngắm nhìn, ngưỡng vọng. Sau những vòng nước ấy, đến giữa sông, các cụ hai làng đọc lời thề. Lời thề về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, vang lên giữa không gian trời nước bao la, lan tỏa vào từng nếp nhà của đôi dân Văn Giang, Nam Dương, nhắc nhở con cháu về truyền thống tốt đẹp của cha ông. Việt Nam là đất nước của những lễ hội và hội làng đôi dân Văn Giang, Nam Dương với những nét độc đáo của riêng mình đã làm đẹp thêm bản sắc văn hóa Việt. Đó là một địa chỉ hấp dẫn, thú vị, ý nghĩa cho du khách mỗi khi Tết đến xuân về. Và chúng em, những học sinh của trường tiểu học Đại Nghĩa luôn sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho du khách khi đến với hội làng đôi dân quê em.